Một vườn trái cây gần một mẫu nhưng mà tìm không ra trái nào để bỏ bụng được hết. Chôm chôm thì bữa nay là hết mùa, măng cục cũng trái mùa. Nhảy luôn ha, đi cầu ha, nhảy luôn đi công đó. Rảnh ha, có cầu không đi nhảy ha, rảnh ha. Bưởi thì chưa chín đó. Vô nhà vườn mà chưa thu hoạch được gì hết đó. Ổi thì trái hư hết, được cái đất tốt ghê, đất đi mà nó nhúng đất tốt thiệt chứ. Khả năng là ở đây là nhà nuôi heo nên nước, cái tứ bằng nước phân heo nè, đất nó tốt. Dạ chú. À, con quay đất giùm cho anh. Trong chú bán đất luôn phải không? Trong chú bán luôn phải không? Nãy anh ảnh hô là chú có cũng bán luôn, chú định bán làm sao? Nó diện tích lớn không? 6 bầy xào hả? Nó cặp theo suối. Cặp theo suối hả? Nước quanh năm à. À, chú lớn nước... chú chạy nước quanh năm không cả từ dắt tôi qua tới đây. À, giờ là suối cỡ mét mấy 2 mét à. À. Ừ. Nhưng mà chú bán giá làm sao mới được chứ? Giờ nói cái giá được mới bán biết giá nào. Không, riêng à, riêng con không đám, đám này là khác nữa. Dạ, bên đây là khác nữa, bên này nó cũng phân lô bán xào. À, phân xong hết rồi. À, có gửi con nhưng mà giá cao quá con không bán được. Giá cao quá, giá cao gần gấp đôi bên đây. Bên đây còn rẻ, bên đây gần gấp đôi rồi. Rồi chú làm gì làm đi, có gì con alo. Dạ. Tí nữa con xuống. Chú đi đây, đi. Con đang làm cái vườn này, cái tí con chạy xuống. Ok. Có gì bữa nào nhậu. Ông làm nhìn thấy làm nông chắc người ta cũng không bắt chi đâu. Đó. Hôm nay là Lộc đang có mặt tại là xã gì? Hưng Thịnh. Hưng Lộc. Ủa? Hưng Lộc, Hưng Thịnh. Ở đây là Hưng Thịnh, Hưng Thịnh, Hưng Lộc ta. Hưng Lộc. Mà cái ở dưới là Sông Thao. Chú thuộc Sông Thao. Cô chú là thuộc Sông Thao đúng không? Đúng không? À. Nằm ở dưới đường điện nè. Dạ. Đường điện chở qua. Rồi. Đó, cái này miếng này cũng có mới Sông Thao nè. Dạ. Biết rồi, có sầu mấy Sông Thao. Sầu nó ra đó rồi. Dạ. Rồi, hiện tại là con với Biên Hòa chứ á. Rồi con chào chú Sáu nha. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chào quý cô chú anh chị ha. Thì hiện tại là Lộc đang có mặt tại là xã Hưng Thịnh anh chị, thuộc huyện Thống Nhất. Xã Hưng Lộc thuộc huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai anh chị ha. Hôm nay thì Lộc đang có mặt tại một ngôi nhà vườn anh chị. Có nhà nè, có trang trại nè, có vườn cây ăn trái nè, đấy. Vườn cây ăn trái phía sau nè, nhà cấp 4 phía trước, trang trại bên đây. Ở trong nhà thì cũ rồi. Đó, thì chủ làm là để chứa những vật tư, những vật dụng làm vườn thôi, để chăn nuôi thôi, chứ không có ở anh chị ha. Vườn thì chủ cho thuê rồi, 20 triệu năm. 20 triệu năm nói chung là chủ yếu là thuê để mình chăm sóc vườn nè, bảo quản vườn nè. Đó, vừa cho thuê có tiền mà lại được vừa được chăm sóc vườn cho mình nữa anh chị. Nó rất là tốt ha. Rồi thì bên đây là một cái chuồng heo. Đó thì ranh của mình ha. Đấy, sẽ từ đây nè. Đó, từ vách tường này nè, đổ dọc thẳng qua bên kia. Đó, cuối cái vách tường này là lưới biểu mư. Đó, là dọc xuống hết đất mình là từ đây xuống hết đất mình là 90 mét. Đó, và thẳng xuống kia là khoảng 100 mét. Đó, rất là vuông anh chị, đất mình rất là vuông ha. Đó, rất là vuông luôn. Bên đây là cặp theo mặt tiền.
đường nhà nước là 100m nè. Đường này là đường nhà nước anh chị ha. Đó, đường này đường nhà nước nè. Ở khúc đó thì tầm khoảng 5-6m ha. Đó, khúc đó tầm 5-6m. Còn ở đây là tầm khoảng 6m hơn luôn anh chị. 6m hơn luôn, rất là rộng. Nhưng mà hiện tại là chưa có ai hùng tiền để đổ bê tông nên là chưa có đổ anh chị. Ở đây thì nếu mà đổ bê tông thì nói chung cũng không nhiều tiền đâu. Tại ở đây ra đó là khoảng 50m là mình đụng đường là đường nhựa rồi. Đó, đường nhựa, đường bê tông rồi. Là mình chỉ 50m thôi. 50m mình sẽ nhân cho 6m thì nó sẽ ra 300m². Thì Lộc nghĩ đổ bê tông thì cũng không bao nhiêu tiền hết anh chị ha. Đó là cái nhà vườn mình nó sẽ đẹp ngay. Đó. Rồi đây là trang trại. Đây là kho ha, Lộc cũng không cần giới thiệu đâu. Tôi cho anh chị xem cái trang trại sơ qua. Này là trại heo. Vẫn còn đang chăn nuôi anh chị ha. Đó. Heo này là heo mồi anh chị. Đây thì khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 8 nhân 2 10 16, khoảng 16 cái chuồng như thế này anh chị ha. Đó, này là heo giống rồi nè. Nó heo giống nè. Heo giống. Rất là sạch sẽ anh chị. Này nó mới đẻ hay sao nhìn nó kỳ ta? Heo giống, heo nái. Ủa chỗ này trống để trồng rau hả? Ở ngoài đây còn khu viên trống nè. Viên trống. Chủ định để trồng rau nhưng mà đất quá trời mà. Đó, heo đẻ quá trời luôn chị. Ôi. Heo con, heo mẹ quá trời luôn. Này là heo lai rồi. Đó, đây là bầy heo con nè. Đã chưa? Ốc ếch, ốc ếch, ốc ếch. Này là heo thịt nè. Này là cỡ này cỡ 50 kg rồi đó. Chỗ này là sức chuồng là ngon rồi nè. Đó thì khoảng là được 16 cái chuồng như thế này anh chị ha. Nuôi heo thôi, anh chị nào không nuôi thì tháo dỡ. Còn không thì mình tận dụng mình nuôi mô hình. Ở chuồng heo này nè, mình tận dụng mình nuôi rất là nhiều mô hình nè, ví dụ như mình nuôi ếch nè, rồi nuôi lươn nè. Rồi nuôi gì ta? Rắn mối nè. Nói chung là nuôi nhiều lắm. Cái chuồng này tận dụng là nuôi rất là nhiều thứ luôn á. Mà bây giờ mà để xây dựng lên những cái chuồng này nè, không phải là đơn giản. Tại vì là bây giờ xây dựng nó khó lắm anh chị. Mình hiện trạng mình đã có sẵn từ xưa rồi. Thì mình có thể là xin địa phương mình xây sửa lại để mình làm nông nghiệp. Đó, mình làm trang trại, vườn ao chuồng. Thì địa phương hỗ trợ thôi. Chứ còn mà bây giờ mình xin mới, xây mới thì thật sự rất là khó. Xây đây rất là khó đúng không anh? Mình có mình có hiện trạng sẵn rồi, rất là đỡ luôn. Dạ rồi em quay sơ cái là em về. Đó rồi thì đất mình ha sẽ cập mặt tiền đường nhà nước là 100m anh chị ha. Đó, từ đây đổ xuống 100m nè, nó rất là thẳng luôn. Nó rộng vừa thẳng nè, vừa vuông nè, vừa nở hậu nè. Nó rất đẹp. Đố mà cái đu đủ này đu đủ gì? Ồ hay ta. Đu đủ đực này mà lấy bông á. Mình dưới mặt ong á. Đó, mình chưng lên. Uống rất là tốt luôn. Giải cảm nè, ho nè, rất tốt. Đó thì bây giờ Lộc sẽ đi theo cái ranh này ha. Đó, đi theo ranh này để cho anh chị xem nó cụ thể cái ranh hơn. Đó, đường rất là rộng nè anh chị. Đó. Đường này là theo nhà nước á, thì nó chỉ có 2m thôi. Nhưng mà bên đây á, là người ta mua đất rồi anh chị. Là người ta dời cái hàng rào vô để rộng cái đường á, nên là đường nó rộng vậy ha. Còn mà hiện trạng đường nhà nước thì chỉ có 2m thôi. Đó, vườn cây nè. Đó, này là đang cho thuê anh chị. Này cho thuê 20 triệu một năm thì tính ra trung bình một tháng thì tầm khoảng 1,9 triệu.
triệu 9 triệu 8 gì đó ha. Vừa có người chăm sóc vườn, bảo quản vườn, đỡ phải trộm cắp rồi cỏ đó, rồi tưới nước đó, rất tốt cho mình luôn. Nhưng mà mình còn được thu tiền nữa đó. Bên đây có một cái ao sen đẹp quá đó, ao sen quá là đẹp luôn. Ở bên đất mình mà mình làm thêm một cái ao sen, ao cá nữa là tuyệt vời anh chị. Tại vì hiện tại là mình đang có chuồng heo đó, mình đang nuôi heo. Cái phân heo đó nè cho cá ăn nè, cái nhất là cái trê cái tra nè, tù nó mau lớn anh chị, cái trê cái tra đó mau lớn lắm. Rồi bón cây nữa tốt lắm đó. Thì cái ranh mình ha, ranh mình là cặp theo cái hàng dâm bụt này nè là 100 mét đó. Còn từ phía đây nè, cái hàng dâm bụt này nè đổ xuống dưới kia là khoảng 110 mét đó, ngang 100 đó, dọc là dài này là 110, ở bên kia cạnh kia là tầm khoảng 90 thôi, không được 100 đó. Ở phía sau mình thì nè đó, đang bị ăn cái hành lang an toàn giao thông à, an toàn đường điện Cầu Thế này, anh chị ha. Nói chung là nó mắc chỉ khoảng là 1.400 thôi, 1.400 m² là nằm trong hành lang của đường giao đường đường điện anh chị đó, còn phần còn lại là không có dính gì anh chị ha. Đó, bưởi đó, thì bây giờ Lộc sẽ đi heo ranh cho anh chị xem nè. Đất mình nó rất là vuông anh chị ha, rất vuông lắm. Ở đây thì mình về được thành phố Biên Hòa anh chị, thì nó tầm khoảng là 30 km đó, là mình sẽ đi ra ngay chỗ quốc lộ 1A, cách đây là tầm khoảng là 2 km ha, chưa tới đâu, tầm khoảng 1,5 km thôi là mình ra được quốc lộ 1A rồi. Mình đi theo cái đường mà quốc lộ 1A tiếp mình sẽ về được Biên Hòa là 30 cây đó. Còn mà mình đi thêm khoảng 20 cây nữa là về tới thành phố Hồ Chí Minh. Là ở đây là mình về thành phố Hồ Chí Minh dao động là khoảng là 55-60 cây thôi đó. Chỗ này là mình sẽ ngắt ngang ngắt chỗ này nè đó, sẽ đổ dọc xuống. Mình còn một phỉnh đây nè, là cái phỉnh này là chưa sổ anh chị. Cái phỉnh 1.400 m² nằm với lại đường điện nè là chưa có sổ anh chị ha. Thì chủ sẽ bán theo hiện trạng luôn, còn vấn đề sổ thì mình có thể là ra sổ bình thường đó. Chỉ có 1.400 m² này thôi đó. Khu viên này nè anh chị, làm cái ao cá nè, khu viên không sổ nè, dưới đường dưới điện nè anh chị làm cái ao cá đó, chăn nuôi mô hình vườn ao chuồng đó. Anh chị tận dụng cái chuồng heo đó, anh chị đổi mô hình, anh chị có thể là dời xuống đây ha. Cái phần này là phần không sổ nè đó. Mình có mấy giếng nước khoan rồi nè đó, giếng khoan, hệ thống tưới tiêu tự động là đầy đủ hết rồi nè, hệ thống tưới tự động đầy đủ hết rồi, đi bằng ống đen hết anh chị đó. Đi bằng ống đen hết luôn nè, tưới ống này tưới cả trăm năm không ăn thua nữa đó. Thì sẽ đổ xuống đây đó, từ cái đường nãy Lộc đi ha, đổ xuống đây là 100 m, ngang trăm dạy trăm, nó vuông vuông vứt luôn, tội cò luôn kìa, đất lành chim đậu. Ở đây có hai giếng nè, một cái giếng hai giếng. Đó, cái máy bơm khủng hoảng rồi trời. Đó, chỗ này qua không được rồi đó, đi heo ranh. Đất này tốt quá chị ơi, biết sao tốt dữ ta. Mà ở đây toàn chủ yếu trồng chôm chôm là nhiều, bưởi là thì sen canh thôi, bưởi với lại măng cục, ổi là sen canh, còn chủ yếu là chôm chôm anh chị ha. Chà, cái vườn rộng dữ đó, đổ xuống đó là 100 m. Phía trước là chưa có rào, chỉ có hàng dâm bụt ha anh chị ha, Lộc chỉ rồi, mà mặt tiền đường là hàng dâm bụt.
phía sau đất mình là lưới bươn mư. Đó, còn phía trước thì mình ăn gian được bức tường của hàng xóm. Đó. Hiện tại là ranh giới rõ ràng rồi. Là cái phía bên đây là lưới bươn mư, là cũng là cái ranh phía sau của đất mình anh chị ha. Đó. Nè, lưới bươn mư nè. Đó, dọc thẳng lên là 110 mét anh chị. Đó, dọc thẳng lên. Rất là vuông. Đất nó tốt ghê không? Dùng đổ đung tùm lum luôn. Chôm chôm này chắc cũng khoảng 15 năm hơn rồi đó. Tiếc quá, nếu mà cái này mà vô đúng mùa chôm chôm thôi rồi luôn. Nó đỏ rực luôn. Đó. Dọc theo cái hàng này là có lưới bươn mư hết anh chị ha. Do cỏ nó mọc nhiều quá mình không thấy được. Đó, đất bằng phẳng đẹp ghê không? Bằng phẳng đẹp, cây trái có sẵn, nhà có sẵn, rồi trang trại có sẵn, thiếu đúng cái ao, thiếu đúng cái ao cá. Giờ làm cái ao cá nữa là chăn nuôi thoải mái luôn. Đó, đó cặp theo đó anh chị ha, cặp lên đụng cái chuồng heo mình. Xong rồi mình gặp ra là 100 mét. Nó vuông lắm anh chị. Ngay đó là ngay gốc á. Đó, ngay gốc ha. Đó, ngay gốc sẽ đổ thẳng qua đường. Ở đây là đổ dọc xuống dưới kia. Đó. Rất là vuông. Vẫn chưa có trái nào để bỏ bụng luôn trời. Ổi sao hư hết anh ta. Này ổi non sao hư hết rồi. Vậy như cho thuê người ta không có kỹ lưỡng bằng ở vườn nhà phải không? Tập trung mấy cây chủ đạo thôi. Như là thôi giờ đi cầu đi nha. Nãy giờ nhảy đi cũng mệt rồi. Đó, cây măng cục nè, thấy mơ không? Măng cục thấy mơ không? Măng cục có trái khủng khiếp lắm, cái gì mà rằng rằng dữ à? Mời chứ. Rồi thì ở đây là tổng diện tích là 9.419 mét vuông đúng không ta? 9.419 mét vuông là ngang là lọc tính cái chiều ngang, chiều dài trung bình anh chị ha, chứ còn chính xác thì phải đo. Rồi thì chiều ngang là 100 mét, chiều dài là 90 mét. Đó, trên đất mình là có một nhà cấp 4 nè, đang làm nhà kho. Và một trang trại nè, phía sau là một vườn cây ăn trái nè. Là chôm chôm, bưởi, măng cục. Rồi hệ thống tưới tự động. Hai cái giếng khoan. Đó, rất đầy đủ rồi. Còn đường mình thì nó là đường đất thôi. Đường là đường nhà nước anh chị ha, không phải là đường đi chung. Đó, đường nhà nước nè. Từ đây sẽ ra đường bê tông là khoảng 50 mét. Rồi bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị ra đường bê tông ha. Đó, bên đây là hiện tại cũng đang gỡ lọc bán nè. Nhưng mà giá nó cao gần gấp đôi bên đây anh chị. Nên là Lộc không có nhận bên đây nè. Nói chung là mình thời điểm này nó đắt đai. Nó không phải là như ngày xưa nữa nên là mình cân nhắc cái giá thì mình mới nhận anh chị. Nhận bừa nhận bãi nó tốn thời gian lắm. Ví dụ cái video này là mỗi lần Lộc quay không hết cũng hết 20 phút, 30 phút rồi. Rồi về phải chỉnh sửa edit video, rồi đăng video, rồi khách lên, rồi dẫn khách đi. Nó tắt rất là tốn nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí đi lại anh chị. Đó, nên là khi mà Lộc nhận nguồn rồi thì Lộc phải cân nhắc cũng như là phải so sánh cũng như là để cân đối cái giá, làm được thì mình mới làm anh chị. Đó, đường này là xe công đi vào thoải mái luôn anh chị. Còn xe ô tô thì quá đơn giản rồi. Xung quanh nhà vườn đồ hết. Đó, xung quanh nhà vườn bên kia là bự không? Cây này cái gì to chứ.
Đó. Lên tới đây là ra đường bê tông rồi nè. Đi thêm miếng nữa khoảng chừng 50 mét nữa là đường nhựa rồi. Đó này đường bê tông nè. Đây là vườn quá trời luôn. Đó, hồ mít trái quá trời luôn kìa. Ghê không? Trời mít. Mênh mông mít luôn. Rồi, thì ở đây là mình sẽ ra 50 mét là mình đụng con đường nhựa anh chị. Là con đường dẫn từ ngay ủy ban nhân dân xã Hưng Lộc anh chị ha. Ngay ủy ban nhân dân xã Hưng Lộc có một cái con đường nhựa quẹo vào. Thì đó là con đường này. Đó, đường này đường đường ngay ủy ban luôn. Là mình từ đây mình ra ủy ban. Cũng như là ủy ban nằm trên quốc lộ 1A thì cách chỉ có 1,5 km thôi. Rất là gần. Rồi, Lộc xin mời quý cô chú anh chị là xem qua trên màn hình Flycam anh chị ha. Đấy, nhà vườn của mình á thì rất là vuông anh chị. Mặt tiền thì cũng rất là dài. Rất đẹp ha. Xung quanh thì chủ yếu là nhà vườn thôi. Đó. Vườn mình là vườn chôm chôm á nên là nhìn rất rõ, anh chị hình dung cũng rất là dễ ha. Đó, dân cư thì nói chung là cũng không có đông đúc lắm anh chị. Thì cách đây khoảng 500 mét là dân cư rất là đông. Còn khu vực này thì nói chung là cũng còn hơi vắng anh chị ha. Rất vuông, bên kia có một cái ao sen ha. Đấy, bên đây nè, bên đây dân cư rất là đông nè. Đó, công ty xí nghiệp cũng rất là nhiều nè, khu vực này ha. Mình gần tuyến đường quốc lộ 1A rồi. Đó, nên là cũng rất là thuận lợi về giao thông anh chị. Đó, dân cư xung quanh. Đấy. Nhà xưởng. Đó. Rồi thì đất mình sẽ cách con đường này là 50 mét anh chị ha. Anh chị có thể nhìn thấy nè. Cách vào là 50 mét. Đó. Nha, chiếc xe hơi màu trắng anh chị ha, là đụng đất rồi đó, là cách 50 mét ha. Rồi con đường này cũng là đường thông anh chị, đó, đường bê tông là đường thông ha. Đó, mình sẽ đi ra đây là sẽ về ngay chỗ ủy ban nhân dân xã Hưng Lộc, cũng như là điểm giao nhau với lại là quốc lộ 1A anh chị. Là từ đây ra thì tầm khoảng là 1,5 km thôi. 1,5 km anh chị ha. Nhớ dân cư, nhà xưởng, công ty được cũng quá trời á. Điện ba pha. Đấy, đường này ha. Đó, cũng rất là tuyệt vời. Nói chung là dân cư thì nó đông đúc theo kiểu nhà vườn thôi, chứ không phải là đông theo kiểu thành phố anh chị ha. Tại vì ai cũng sở hữu cả mẫu không mà. Ai cũng sở hữu cả mẫu nên là cái diện tích mà để xây nhà san sát á, thực sự nó cũng rất khó anh chị. Bởi vì có người bán người không á. Đó. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ quay lại nhà vườn cho mình xem một lần nữa và cũng như là để Lộc báo chi tiết thông tin. Rồi kết thúc video luôn ha anh chị ha. Rồi thì đây là hiện trạng nhà mình nè. Đó. Có một cái nhà nho nhỏ. Một cái trang trại 16 chuồng rất là vuông, ngang là 100, dài là 100, có đoạn thì 101, có đoạn thì 90, nên Lộc nói là 100 cho nó tròn anh chị ha. Còn anh chị xem sổ thì nó cụ thể hơn. Đó, đất mình thì đường đi rộng rãi 5-6 mét, xe ô tô xe tải đi thoải mái. Rồi thì bây giờ Lộc xin mời quý anh chị quay trở lại video để Lộc báo chi tiết về thông tin cũng như là báo cho anh chị một cái giá cụ thể anh chị ha. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin mời quý cô chú anh chị quay trở lại video cùng với Lộc. Anh chị ra đến quốc lộ 1A anh chị rẽ trái ha. Về đến ngay chỗ ngã ba Dầu Dây á, tầm khoảng 500 mét thôi. Là mình giao nhau với lại đường là quốc lộ 20 cao tốc Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt. Rồi con đường quốc lộ 1A đó, vị trí quy hoạch đó anh chị cũng đã biết rồi. Mình có thể về Long Thành nè, Thành phố Hồ Chí Minh nè. Đi Lâm Đồng, Đà Lạt, đó tùm lum luôn. Rồi thì ở đây là về Biên Hòa là 30 cây, về Thành phố Hồ Chí Minh là 55 cây, với tổng diện tích là 9.400
19 mét vuông, thì hiện tại là chủ đang mong muốn bán với lại một mức giá là 1 tỷ cho 1.000 mét vuông, là 1 tỷ một sào anh chị. Thì cô chú anh chị nào cảm thấy là nó phù hợp với lại nhu cầu của mình, phù hợp với lại tài chính, phù hợp với lại vị trí, cũng như là phù hợp mục đích, thì anh chị hãy liên hệ cho Lộc để Lộc hỗ trợ anh chị về việc là giá cả nè, pháp lý giấy tờ nè, giúp cho anh chị giao dịch nó tốt nhất có thể nè chị. Rồi, Lộc Bất Động Sản kính chúc quý cô chú anh chị một ngày thật lành lành và tràn đầy hạnh phúc. Lộc Bất Động Sản xin kính chào.